Sau đây là công điện khẩn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường kiểm soát lái xe đường dài người về tỉnh từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và các vùng có dịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điện, thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thị xã thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn. Nhằm kịp thời quyết liệt kiểm soát chặt chẽ hơn nữa người từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và các vùng có dịch về địa bàn tuyệt đối không để dịch bệnh xâm nhập lây lan dịch trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu từ 0 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2021 thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, cách ly tại nhà 7 ngày tiếp theo đối với lái xe đường dài. Người dân từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và vùng có dịch về tỉnh phải thực hiện cách ly tập trung 21 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần, phải trả phí cách ly tập trung và xét nghiệm yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện thị xã thành phố triển khai bổ sung ngay các cơ sở cách ly tập trung cấp huyện để tiếp nhận các ly tập trung đối với lực lượng lái xe đường dài, người dân từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và vùng có dịch về địa bàn huyện mình quản lý từ 0 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2021. Chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã, tổ kiểm soát phòng chống dịch cơ sở, tổ Covid cộng đồng triển khai ngay việc ký cam kết của người dân với chính quyền nội dung cam kết vận động người thân đang ở thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và vùng có dịch tạm thời chưa về tỉnh, tố giác với chính quyền khi phát hiện người lạ đến địa bàn trốn tránh cách ly, khai báo y tế. Chỉ đạo siết chặt quản lý theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định các đối tượng đang cách ly tại nhà, chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào tổ chức đón cách ly tập trung các đối tượng F1 của địa phương mình liên quan đến trường hợp F0 ở xã Đồng Than, tổ chức cách ly chặt chẽ, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định không để lây nhiễm chéo trong quá trình cách ly, kiểm tra xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật các tập thể cá nhân lơ là buông lỏng quản lý thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác phòng chống dịch làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý nội dung vượt thẩm quyền. Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ báo cáo giải trình kiểm điểm trách nhiệm các tập thể cá nhân buông lỏng quản lý, người đang thực hiện cách ly tại nhà, thiếu kiểm soát để anh hát tự do đi lại đến khám tại phòng khám đa khoa Việt Nhật và làm lây lan dịch bệnh, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 18 tháng 7 năm 2021. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Y tế và chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường hiệu quả hoạt động các chốt phòng chống dịch các cấp, kể cả chốt kiểm soát người vào các khu dân cư, tuyệt đối không để người từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và vùng có dịch vào địa bàn do thiếu kiểm soát, nguy cơ lây lan dịch bệnh. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế phối hợp kịp thời, chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai lấy mẫu xét nghiệm đối với lái xe đường dài. Lấy mẫu xét nghiệm phải trả phí đối với người từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và các địa phương có dịch về tỉnh. Hàng ngày cập nhật các vùng có dịch trên cả nước, cung cấp cho Ủy ban Nhân dân các huyện thị xã thành phố. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội chỉ đạo các tổ chức thành viên, đoàn viên hội viên để mạnh tuyên truyền vận động nhân dân, thuyết phục người thân đang ở thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và các vùng có dịch tạm thời không về tỉnh, nếu về tỉnh phải báo cáo trước cho chính quyền địa phương, thực hiện các ly tập trung lấy mẫu xét nghiệm có trả phí. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn